thần thái của quỷ cái kia đâu. Thần mắt đêm em ơi, chiêu dụ khách giùm coi Kumathon. Ê quên, quát khách coi. Này là Kuma heo. Quát khách. Lại la lại la Lại là lại la Lại lại là la Thật tâm mấy này. 50 one shot, 50 one shot nè. 100 baht, 100 baht. Lại la lại la Phượng, ông chào chị Cát Phượng của em. Quát khách đi em. Lại la lại la nè khá. Nè khá 50 baht nè khá. 50 baht, 1 shot, 1 shot, là lại chim nè khá. Xe lại chim Hỏi gì có hai con là đỡ đúng gì, trời nó quá khách cưng đúng gì ơi. Dạ có cưng lắm, dạ em mua hai con là về em nuôi nha quý vị nha, buồn buồn mở lòng ra chơi tụi nó. Khạp khun khạp. Dạ em chào mọi người rồi, chào Giang nè, khạp khun khạp chào mọi người. Mấy em ơi quá khách đi mấy em ơi. Lại la lại la khắp mi này thầy rùi mới qua phải và mình chẳng gặp chơi với chút quản gặp chơi mình qua hết chẳng chút quản gặp qua mi nàng. Ê mày duyên quá mày. Ê thế này mày duyên quá vậy. Sao biết được. Ôi con này cũng duyên nha. Ê tụi bay duyên nha, tụi bay sau này sẽ là những vầng trăng thật là sáng loáng. Không được mặt trời đó mấy em ơi, bởi vì đó có chỉ là mặt trời rồi. Thôi mới leo mới lời kho mới leo 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 không duyên lắm luôn. Bắt trước em á, dòng bắt trước không có duyên nè. Con này nói thiệt nè, quá khách rồi vô. Này luôn đi lấy chờ trên tập hòn gặp chờ đến chút quản gặp chờ mình quay hết chạy chút quản gặp quán mới nàn. Mày Lala tới mày lại la lại la xì xào nó của than chi xì nà hả cứ sáng ra nó của giống như nhà họ nhỉ. Nó tiếng Thái là tiếng Tiều gì ôi rồi mày cái gì vậy con điên. Dạ em nói tiếng phổ thông. Điên rồi rồi tao lại chim mà nói tiếng phổ thông gì mẹ. Phổ thông thì nó con này nó Thái Lan nó dành khách Thái rồi em phải dành khách phổ thông cho mình chứ. Có hồn này có khách phổ thông không? Có mi xưa mi xưa nào quá của tôi làm gì là gì. Có không có vậy, ở đây ở đây ở ở ở đây ở đây có khách phổ thông không có vậy. Có kìa comment tiếng phổ thông kìa Có không? có kìa Trời ơi, chết rồi kìa, trời ơi bà Trịnh Đức Phi comment tiếng phổ thông rồi mẹ. Trời ơi chết dạ. Dạ em chào mọi người có mặt trong livestream của em ngày hôm nay. Chúc mọi người một ngày mới thật năng lượng như chị nha. Thì ngày hôm nay em đem cái nguồn năng lượng tích cực đến cho mọi người. Thì rồi sáng sớm người mà quể quải, người mà mệt mỏi cô vô coi livestream của em thì sẽ có nguồn năng lượng tích cực hơn, sẽ có nguồn năng lượng làm khỏe khoắn hơn, sẽ vui chơi, hồi hướng, vui nhộn này nọ. Thì có hai con bé này nó sẽ phục vụ quý vị, nó sẽ khoác khách đồ này nọ để cho mọi người vui nha mọi người. Mọi người ơi, nay bán như vậy mọi người ơi, quý vị hãy nói tiếng Thái nói tiếng Thái với tiểu phẩm thứ nhân hài của anh hả? Cảm ơn em, trời ơi. Dạ tiếng Thái nói được hết đâu vậy. Rồi dốc anh đi hai ngoài bao xin khoai ngoài qua xin đun bánh cho ai được sơ má không duyên lắm đúng không? Duyên mà bảy bảy duyên tao có duyên mày. Duyên dắt qua đi ai qua cho bao xin khoai qua cho bao xin khuyên bánh cho ai được sơ má sao vậy cưng? Duyên quá em không hiểu gì hết trơn á. Duyên thì đó anh là tiếng phổ thông luôn đó em. Dạ trời ơi trời mẹ này bớt comment tiếng Trung Quốc lại nè. Dạ em bán cho người Việt Nam nha Trịnh Nhất Phi ơi, Trịnh Nhất Phi ơi. Dạ bây giờ mọi người sẽ chim sơ giùm cho bên em rồi bên em sẽ hát hò này nọ hát ca vui nhộn hát bé vòn chim được ca trong nắng cho quý vị nha quý vị ơi. Mọi người ơi mọi người ơi. Dạ mai làm live cho Phương Anh hả? Có không? Không nhớ em ơi, gì mai tính nha em nha. Rồi bây giờ mọi người xe chim ủng hộ giùm cho em gì ơi, xe cho cá nhân giùm cho em thôi. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Hồng Lam nói idol lắm hả? Cảm ơn Hồng Lam rất nhiều. Trịnh Thắng cảm ơn mọi người rất là nhiều. Trịnh Nhất Phi bớt comment tí chút chút trái nào lại nè. Trịnh Nhất Phi, Nị Cuồn Tan. Nị Cuồn Tan là gì? Cuồn Tan, chậu 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 chậu. Là gì? Bí 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 bí. Ê sao mày đuổi khách mày? Nói tiếng Trung Quốc có hiểu gì đâu. Tự nhiên cái đó tiếng Trung Quốc không hiểu. Tiếng Việt thì là la 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 la. Đúng rồi, comment tiếng Thái Lan đi nè. Mày hát một bài tiếng Thái Lan nghe chơi con Ngọc Heo. Cứ muộn tè thầm ngan thầm ngan thầm ngan léo có thầm ngan. Bờ brand Việt brand bờ brand léo có Việt brand. Rap look khắp hay chay chắc khắp. Cùng mình cùng tắc cầm tức 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 tức. Chết cha thạch thảo đổ vô kìa, đứa nào mượn đồ của thạch thảo đổ. Nè 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 chị ơi chị Thảo ơi nó mượn đồ của chị nè. Trời ơi nó mượn đồ của Thảo đi kiếm tiền nó Thảo thấy không Thảo. Trời đất ơi quỷ ma trà trộn mà hổm giờ bé ba nó cũng mặt bồn lắm rồi chị Thảo ơi nha. Rồi bây giờ mọi người xe chim xe ơi giùm cho Ngọc Heo Ngọc Hời như gì nha. Xe chim ủng hộ Ngọc Heo Ngọc Hời rồi ủng hộ cho Bảo Lâm luôn. Thì ngày hôm nay đến với chương trình ngày hôm nay thì Bảo Lâm hát hò đồ này nọ thì đã phục vụ quý vị như gì nha. Thì ngày hôm nay Lâm Lai tấm trắng mang tên Air Skin thì em phẩm ta rất là trắng và like rất là nhiều lần. Chứ vậy hũ đằng vô chào tay hũ đằng. Chào mẹ.
Hủ đằng là bán mũ trơm đó em. Mũ trơm hả? Mũ trơm. Giờ này nóng nắng mà uống mũ trơm vô chắc mát lắm hen. Đúng rồi, bán mũ trơm cũng như là rau câu. Nhưng mà trá hình là yến. Hả? Ôi, thấy ghê lắm em ơi. Yến nhưng mà bên trong là rau câu. Ơi, yến của Hủ đằng làm từ mũ trơm. Từ mũ trơm. Trời hỏi sao anh biết đi. Sao anh biết? Ăn rồi. Ôi, thấy ghê chưa? Hủ đằng ơi, vô đây là học cách like nè Hủ đằng. Mày lai chim phải gần gần như vậy, phải hỗ trợ rồi nọ. Ờ, lai chim nhưng mà nhạt nhẽo à. Hủ đằng. Lai chim, Hủ đằng, lai chim. Thảo mập nói gì nè. Ờ, tao thấy hết rồi như hai con mập kìa. Trời ơi. Chị Thảo ơi, mặc đồ của em mà. Cái áo của chị á, chị Thảo. Facebook sắp sập rồi còn like, chừng nào sập thì tính của gì ơi trời. Chừng nào sập thì tính, bây giờ mọi người xe chim sơ dùm cho em Ngọc Heo Ngọc Thầy những bài hát là đáng yêu dành tặng cho mọi người ngày hôm nay. Thiện tai hả? Anh làm hết tiếng Thái hả? Này, anh Hòa Hiệp, chào anh Hòa Hiệp nè, anh Hòa Hiệp ơi, vui quá nè. Em chào anh Hòa Hiệp tiếng coi em, tiếng Thái Lan. Em chào Hiệp Hi. Ủa đó tao chào cũng được vậy? Tiếng Thái Lan. À, sau đi khạp, khạp khu tây. Ni hao, ni hao sân nà, đi xì nà, hiệp hi nà khai. Ba bạc, ba bạc. Ba bạc, ba bạc. Ba bạc. Ủa sao có ba bạc vậy? Ba bạc là nhiêu tiền Việt Nam vậy? Có mấy chục ngàn. Có mấy chục ngàn rồi. Ủa trời, xuống giá dữ vậy hả trời? Phí tiền bạc là nhiêu tiền? 50 bạc. 50 bạc, nói vậy nha, 50 bạc. Khỏi leo mày lời, 50 bạc đấy bạc. Nà đi. Hả? Phí tiền bạc. Dạ, cảm ơn mọi người rất là nhiều. Bây giờ mọi người sẽ chim sơ áo hồng vú trà bá. Vú đâu chà bá, khùng quá. Khùng quá. Khùng quá. Khùng quá vú vậy chà bá. Vậy? Trời ơi mấy người sao vậy Hạnh ơi, vô giải trí nè Hạnh ơi. Dạ cảm ơn mọi người. Mọi người ơi, sẽ chim cho em nha mọi người, mọi người. Vui quá đúng không vậy? À, trời ơi bé mơ tiếng Hàn Quốc luôn kìa. Trời ơi tiếng Hàn Quốc luôn kìa. Anh hát cho em mà bài tiếng Hàn Quốc nha. Thấy được. Yogi Butchera, Motu Mojera. Mà đụng mà chưa hát mà vỗ tay cái gì? Em vỗ cho anh có nhịp á. Lại. Rồi. Rồi. Câu gì quên mẹ quên chưa. Yogi Butchera 2 3. Yogi Butchera Mojo Mojera. We gon' body ride. Đi la 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 la. Mi ma ma di na. Vi ma na di na. Mi ma na di na. Ni na 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 na. Chưa đa mưu môn chưa mày cô cứ để đồ ba la hờ đi ôi xưa đây xưa đâm ma ở đây hai nữ đứa ma chưa hào cô chưa hào đồ cứ đó cứ để khi nữ đây sa ha na 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 wow wow sẽ sờ bay bay ôi trời ơi hai bay thương quá. Trời ơi, nhờ mày hỗ trợ tao mới tao chết trong biển núi rồi. Tụi mình hát bài này xong Big Bang tan rã luôn rồi đó. Tan rã luôn rồi đó không chị? Trời đất ơi, em hát xong rồi Big Bang tan rã luôn, gắn rã luôn. À, chào làm cha, cảm ơn mọi người rất nhiều, mọi người sẽ chim ủng hộ như vậy nha. Thì tao nói ai không mua đồ thì thôi, không sao. Vô đây giải trí, vô đây vui nhộn nhau gì nha. Ủng hộ mọi người ơi. Bùi Linh đã vô rồi, thập tiết của đương nào có vậy. 18 sẽ quay tiếp nhau gì nha. Ờ, bây giờ sẽ chim sơ. Ai mà sao xin thế và bạn của em hỗ trợ làm vui nhà vui cửa. Anh Thanh Lâm Độ, em chào anh yêu của em. Giờ bây giờ mọi người ơi, sẽ chim sơ giùm cho em đi mọi người ơi. Lên 5.000 đồng quý vị ơi, em năn nỉ mọi người luôn mọi người ơi. Lại là mọi người ơi, xe chim nào khá lên 5.000 nè khá. Rồi bây giờ mọi người xe chim thế nha, tụi em hát nhưng gì nha, anh Đình Toàn, chào anh Đình Toàn, em chào tướng Thái Đình Toàn em. Sonica, Sonica, bờm. Anh bờm á, chào bờm. Không biết tiếng Thái tiếng chữ bờm viết sao không biết. Nè, bờm. Sonica, bờm. À, Phan Nhi kia bán hai đứa đó cho em kia, trời em ơi, hàng độc quyền quá anh em ơi. Em tự kiếm hai đứa khác đi em kiếm Trần My đi em, kiếm cho con Trần My với con Trần gì nữa đó. Hai đứa phối hợp với em lai like. Thuộc hai con là độc quyền của anh rồi. Thuộc anh nuôi nó tại nhà luôn em ơi. Vậy à, tôi ở Hàn mà nghe em hát không hiểu luôn mấy cha hả. Trời ơi Nguyễn Ngọc chị, trời ơi chị sao vậy em hát tiếng Hàn hả chị. Làm lại nè tụi bay phối hợp tôi nha. Vô Yogi Butchera Motu Mojera We gon' body la di la 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 Mi mo mo chi na Ria de la ma na Sika na ma ta di ka na 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 Chi la mưa kun chi mai ko kư re do ba da hư re e si no re ma Aha Ha nư rư ma chi ha ko chu ra de ba da hư re e si kren no re ma Aha Ha na 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 Wow, why that's a baby. Hey! Oh, I wanna dance, 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 dance. Then, ooh, I wanna dance, 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 dance.
cái đi xin đi xin đi mày phụ tao mày con chó hàng chó xin đi nó bớt xin đi nó bớt xin đi cô đừng có nhắm mắt xin đi ở ba hai giờ nữa xin giờ nữa uốn đi không bao giờ xin nó xa răng hay ô hay quá quỷ thức 4 giờ sáng vậy trang điểm 4 giờ sáng vậy mà vẫn còn năng lượng cái gì trời ơi quỷ dễ sợ. Giờ bây giờ mọi người tụi em hát nha chị nha, mọi người sẽ chim ủng hộ giùm cho em, còn chần chờ nữa âm nhạc vang lên vô. Bài này hay quá mà hát tào lao, hát bị chập tùm lum. Không ăn ý cho lắm. Không ăn ý cho lắm, làm lại nè. Hát cho hay nha. Rồi. Tao là hứa tiên nha. Hứa tiên quá. Tao là hứa tiên nha. Ok. Tao là hứa tiên, tao đang đi lên giường tao hay thuốc nha. Rồi. Comment đi mấy bác, comment đi nha. Ai chúng tôi ghim lại nè. Tôi đang hái thuốc, tao leo núi nè. Rồi. Hey, ngày xưa đó có hai con xà, mặt xà tinh với em. Đây. Ngày xưa đó có hai cô nàng, mặt xà tinh với em thành xà. Ừ, vậy đó thì đúng rồi. Là con là hát sai. Con này. Mày sao mày hát sai, mày sao? Thôi đừng ơi, đừng có dằn vặt bản thân mày nữa. Làm lại. Rồi. Xe chim nó vậy, xe chim vậy. Nhạc. Hai ba vô. Vô. Ngày xưa đó có hai cô nàng, mặt xà tinh với em thành xà. Nơi núi cao tu hành biến thành đất thi. Ông sống phép đánh đi vòng vòng, đi tìm trai để vui làm chồng. Trời sao đến sao lục, trời xuống biến sao bạch xà gần hứa tiền. Hứa tiền bị điên. Thôi đừng có giận, đừng có giận. Con này nó hát lộn chữ hao cái em mắc cười. Mày quên sao? Trời ơi, nơi núi hao tu hành. Thôi nè, tao thấy núi cao tu hành nha. Mày hào. Á, mày là cái con không bao giờ nhớ lời á. Nè, hai con heo tinh tụi bay. Dạ. Yeah. Tụi bay mà hát sai một lần nữa là hai tụi bay đứng bứng ra khỏi live stream liền nha. Dạ rồi. Bứng ra khỏi live stream. Bứng ra khỏi live stream cho tao liền. Chết đuối liền. Chết đuối liền, làm lại nha. Nha, nghĩ nha. Ấy nha, vô. Gì đây số, gì đây ba, gì đây con ba, gì đây ba, gì đây con ba, gì đây. Vô. Ngày xưa đó có hai cô nàng, bạch xà tinh với em thanh xà. Nơi núi cao tu hành biến thành trắng tiên. Ho ho ho. Sống phép trắng đi vòng vòng, đi tìm trai để cô làm chồng. Trời xuống kiến sao bạch xà cần hướng tiền. Vô. Hướng tiền bị điên để chốn cao nguyên, kêu pháp sư về nhà làm bùa. Rồi trăm mét tiếng nó tết đến mang ra rồi hai con xà ru ngon. Vô. Chàng ơi biết ơn. Con xà tinh to quá trời. Con người con xà yêu nhau. Thôi đặt giờ xa nhau. Nhỏ luôn. Nhưng mà lấy đắng là sai. Ô ô ô. Chưa có số. Chưa có số. Còn ba gì ra ba. Gì ra ba. Gì ra. Tạo qua đỉnh núi gì đó. Vô. Rồi hai ba này vô nè. Đi vô. Chị em ơi. Vô. Sao Việt Nam heo bánh. Con tàu quay. Qua đèo hai bên máy bay. Đỉnh núi. Nhớ khi xưa. Qua đèo qua suối. Mà lòng em mơ tàu qua núi cao. Oh, rap, ê nhóc con, vô. Hả? Ê nhóc con, vô. Ê nhóc ơi, em có đang đói không? Ê. Nếu mà em đang đói thì em ăn chị đi. Thôi, tuy là chị hơi mập và có hơi nhiều mỡ. Ừ. Nhưng chị hứa với em ăn rồi em sẽ tỉ yên. Rap, bỏ nhà nghèo, vô. Ê. Vô. Anh biết anh không được đẹp nhưng anh không vô. Mày hát cái rớt nhịp của tao rồi. Con điên à.
Dạ có người trúng cái nào quý vị, để em ghim lại nha quý vị nha. Em ghim lại đây, nãy em thấy chị nào trúng rồi nè đây. Chị Kim Huệ Nguyễn, kiểm tra chị Kim Huệ Nguyễn giùm cho anh coi. 37 tiếp tục cho quý vị nha. Rồi bây giờ mọi người tiếp tục share stream giùm cho Lâm nha quý vị nha. Cảm ơn. Ê sao từ từ không có bài tao vậy? Nó đang bị lỗi á. Đang bị lỗi, lỗi lắm luôn á. Facebook em xe nó còn không hiện luôn đúng rồi. Ủa xe không hiện lên luôn hả? Ừ. Nó hiện thông báo là người ta comment mà em vô coi không được luôn. Chị sao chưa? Chưa chia sẻ cho chị yêu ơi. Chị Kim Hoài Nguyễn chưa chia sẻ cho chị nha. Chị ơi chị có chơi mốt chị chia sẻ giùm cho em nha nha. Em mới nạp 100.000 cho chị được. Chị phải chia sẻ xong rồi chị comment giùm cho em con số đúng. Chị Kim Hoài Nguyễn chưa chia sẻ nha. Mọi người ơi thì bây giờ mọi người share chim share ơi giùm cho em nếu vậy. Rồi 4.9 em hát lên 5.000 nha chị nha. Tụi em ơi. Dạ. Tụi em quắt khách đi nào. La 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 la. Quắt khách đi bạc. Beauty bạc nha. Rồi bây giờ bạc là cái gì? Beauty. Phim đi bạc. Thôi nói chung là mọi người chia sẻ 5.000 em cho tụi em như vậy nha. Trúng như vậy trúng 100.000 em nha. Nhưng mà Kim Hoài Nguyễn em chưa chia sẻ nữa, em không được 100.000. Liêu. Tất cả chú ý liêu Kim Hoài Nguyễn. Đúng rồi, liêu nước miếng đầy đầu tao luôn nha. Bớt dầm, bớt le lử đồ dầm nha. Facebook đang bị lỗi hả? Em xin lỗi mọi người nha. Rồi mà chưa thấy chị Kim Hoài Nguyễn ơi. Chị Kim Hoài Nguyễn ơi, đưa chị Kim Hoài Nguyễn đi, bà nói rồi mà kìa. Chắc là Facebook bị lỗi thì các anh, tại vì em chia sẻ không thấy hiện lên tường nhà. Vậy hả? Vậy là tết không tính nha chị nha. Chứ bây giờ biết sao giờ. Dạ. Nó hiện lên mà. Nè thằng Đạt mới còn chia sẻ nè, lính của em mới chia sẻ đã hiện lên nè chị yêu ơi. Bây giờ chị vô giùm cho em nha, chị vô lại kiểm tra giùm cho em. Qua chị tiếp tục chơi giùm cho em, bây giờ mọi người xem chim cho em. Còn chần chờ nữa, nhạc và con số tiếp theo 100.000 dành tặng cho chị ngày hôm nay. Và chính là nhà tài trợ mà lính Bùi tài trợ cho mọi người. Còn chần chờ nữa hãy đến với livestream của em. Nhanh tay lệ chuyên nhau chị nha. Quý vị có muốn nghe em hát tiếng Hàn Quốc nữa mọi người ơi? Dạ muốn. Nhạc vô. Yo! Số gì đây? Yo! Da 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 Em ơi, vô. Trong ngôi nhà quang dường như có ma nó lú đầu ra nhà em. Không, con ma đầu đinh hàm răng nó trắng tinh nó lú đầu ra làm em một mình. Ngày này là đầu đinh nó túi anh đã xịt dầu thơm. Ngày lại ngày vừa qua đầu đinh nó với em thơm túi anh thơm túi anh cái mùi chuột xanh. Số gì đây bốn gì đây con bốn gì đây bốn gì đây thêm một số đi em ơi. Yo kỳ cưới hai đứa mình đi Paris ra đi sắp dần ra xong rồi về nhà mua quà rồi đây hai đứa sẽ có đàn con xinh xinh đàn con xinh xinh đám cưới hạnh phúc bên đời hạnh phúc đám cưới đám cưới hạnh phúc rồi sau khi cưới hai đứa mình đi vì châu đi sắp dần gian xong rồi về nhà luôn em ơi. Rồi đây hai đứa sẽ có đàn con xinh xinh thôi con mình nhiều quá em ơi. Nhưng biết giờ đây anh còn vợ hiền. Anh còn vợ hiền, Nguyễn có vợ rồi vậy, của bồ của gì ơi. Số gì đây ăn vòng tay em say ước mơ. Ngày lại ngày qua phố mắt thơ nơi chơi vương sầu nhớ. Ơi cuộc đời như ngàn đó hơn. Đẹp như đó hoa hồng sớm mai. Số gì đây Hey một bài nữa đi em ơi. Vô cà lem sô cô la. Người đàn bà có cây cà lem sô cô la.
Rồi 49 luôn em ơi, rồi tới nhà đi. 49 luôn nhau gì nha, rồi bây giờ bán đồ để gì ơi. Tới giờ bán đồ đã đến á. Thương anh đồng bụng heo, chắc nóng chạy mở hả? Trời ơi, máy lạnh đàng hoàng em. Trời ơi em ơi, máy lạnh điều hòa đàng hoàng em ơi. Chứ không phải là ngồi nắng ngoài xá đâu nha em nha, yên tâm giùm em. Đúng rồi, cảm ơn mọi người nha. Ai ở đây dễ thương thì em để, còn ai mà cử chữ em lóc hết nhau gì nha. Em lóc thì lóc trong âm thầm cái gì, võ nguyên giáp mà. Phải không? Đúng rồi, võ nguyên giáp mà nè má. Trời ơi, thủ tướng. Một phút bằng niệm bắt đầu. Hai ba anata bạc cha ye nam che che a a bạc cha ye nam che che yo a bạc cha yo mình nam mình đó đó nha bọn điên nè lóc nè nó vô chữ làm chi tôi chặn hết nè mấy má. Rồi bây giờ anh chị em nào mua hàng thì comment để số điện thoại giùm cho em những chị nha, rất là ok luôn. Thì ngày hôm nay Ngọc Heo Ngọc Hời sẽ hỗ trợ em trong vấn đề mà hát hò này nọ, bởi sao cái giọng em giờ rất là khang, chiều nay em đi quay nữa cho nên bây giờ dành giọng nhờ Ngọc Heo Ngọc Hời hỗ trợ em hát hò, chứ mình em hát hò em làm lợi cái gì ơi. Thì giờ bây giờ em tư vấn chỗ gì xong phẩm tắm trắng cũng như là kem body cũng như là sữa tắm hàng ngày, anh chị em nào cần thì để số điện thoại giùm cho em. Thì ngày hôm nay xong rồi, mà tên là IS Skin, bây giờ tôi tắm được nhập khẩu chăm chăm từ Hàn Quốc, rất là trắng mịn màng luôn. Mẹ ơi hát tiếng quá đi mẹ. Aranteo anuro dansa bokso anuro atino morande. Ủa gì có bốc xô vậy? Có ai bốc xô mày? Ai bốc xô mày? Không có kêu bốc xô á. Bốc xô hả? Rồi có ai bốc không? Như là năn nỉ người ta ế xô kêu bốc xô lại nè, là khúc đó bốc xô thôi. Anuro dansa bokso. Là có nè lắc lại. Xin người ơi hãy bút xô. Xin người ơi xin hãy bút xô, thấy không? Trời ơi mấy bạn ơi, ở đây mà ai mà đang bán hàng này nọ thì xui bút ba tụi em. Úi dì ơi, hiện tại trên livestream có Phan Thị Mơ đã coi nha. Nha, phát hiện là Phan Thị Mơ lén lén lúc vô coi livestream đồ nọ cười âm thầm mình. Phan Thị Mơ, khỏe không Phan Thị Mơ ơi? Phan Mơ cũng bán đồ, cái này cũng có gì kinh doanh đồ này nọ. Phan Mơ ủng hộ đi Phan Mơ. Ủng hộ hú tụi anh về livestream rồi nọ đi em. À, dạ chào anh Lâm hả, cảm ơn mọi người. Ai chia sẻ chưa? Một phút, hôm nay giờ một phút chưa? Dạ, chích máy chia sẻ luôn. Máy chia sẻ luôn hả? Thôi nạp chân bé đi. Nè, bé Lam Mimi đã chia sẻ rồi nè, Lam Mimi đã chia sẻ được một phút rồi, nhưng anh đừng tính nha. Sau này nhớ vô chia sẻ nhanh dùm cho anh Lâm nha em ơi, để số điện thoại dùm cho anh Lâm. Ờ, để số điện thoại dùm cho anh Lâm, bắn 100.000 liền tay cho em. Nhanh tay lại chân, cảm ơn vậy. Nành sima Lâm bán hàng đỉnh quá hả, trời cảm ơn quý vị rất nhiều. Nè đồ khùng nè, chửi nè lóc hết mấy em ơi, chứ để chị ừ hoa tàn. Nà 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 nà. Hạt gì mà ăn gì vậy? Anh bán đồ Hàn Quốc, vậy bây giờ em bán đồ Hàn Quốc như gì nha. Thì bây giờ hiện tại em đang bán loại sữa tắm được mang tên là tắm trắng Air Skin. Thì đây là cái dòng tắm trắng một lần như vậy nha, tắm một lần mà trắng da trắng sáng cực kỳ. Mày thấy ghê lắm, da mày thấy ghê lắm, mày lại giùm tao. Sáng bưng luôn rồi. Sáng bưng hơn. Quý vị, da em là em đang sử dụng cái loại này và em đang là cái gương mặt đại diện cái thương hiệu giống gì nha. Tấm chắc quý vị thấy trên quảng cáo chạy vòng đó. Một tháng là cầu cả tỷ tiền quảng cáo của em quý vị. Chứ gì mà anh chị em nào mua hàng thì comment để số điện thoại giùm cho em. 490.000 đảm bảo cực kỳ trắng và cực kỳ mịn màng cho quý vị luôn. Thì cái chai rất là đẹp như này. Đây là chai là 490.000. Chai này tắm hàng ngày. Đó là ông chai tắm một lần, từng tắm hai lần. Chai tắm hàng ngày. Còn một chai body ban đêm, một chai body ban ngày nữa. Bây giờ chị em nào mua để số điện thoại ủng hộ giùm cho em. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Bán cho em một bộ, cảm ơn vậy, cảm ơn mọi người. Cười muốn xỉu hả, cảm ơn vậy. À, em ngưỡng mộ doanh nhân thành đạt của năm Mơ Phạm. Trời ơi, thiệt sự luôn hả. Làm quá làm mà không có nhẫn hột xoàn 7 tỷ như ta nói là hả Phải Mơ. Trời ơi, 8 tháng 3 là có nhẫn 7 tỷ. 14 tháng 2 là có nhận 5 tỷ. Trời ơi. Ghê thì chị tỷ không. Vậy đó. Ê. Rồi bây giờ mấy em vô mấy em tiếp khách giùm cho anh, nói chuyện đồ giùm cho anh. Để anh ra anh thay cái sơ mi tay táo dây đồ này nọ. Để vô đây anh xích tấm trắng đang anh tư vấn cho mọi người nha mấy em ơi. Dạ. Ngọc Heo Ngọc Hợi mấy em ơi. Dạ. Làn da đi nè. Giới thiệu làn da của ta đi nè. Không được, đừng có giới thiệu làn da của bà giới thiệu làn da của bà người ta không có tin vào cái tấm trắng này, hiểu không? Trời. Tại vì da bà đen lắm. Trời đất ơi, trời vậy mà còn đen nè mọi người. Đầu da tôi trắng hơn nè, thấy không má nè. Ủa mày mới là không tin đó, mày cất mày lại đi. Dạ thưa quý vị, xin lỗi quý vị, vừa qua là một màn tiểu phẩm á, là giới thiệu cho quý vị đến với cái da dòng tấm trắng này. Hát bài Hàn Quốc nè. Hàn Quốc. Sorry make trời ơi, lại quý vị ơi, sẽ là chim nha. Đó, trong thời gian mình chờ anh Lâm thay cái áo. Anh Lâm xong rồi. Tao vừa vô toilet tao phát hiện cục thận này của đứa nào. Của em. Cục thận này của đứa nào. Của em. Sao mày không gắn thận mày lên? Đáng lẽ là nói vậy nè. Sao không gắn lên? Lười.
làm biến trừ lương liền tay. Con này nó hút thuốc nhiều cái thằng. Trời ơi, à. Nó hút thuốc cái thận nó đen thui vậy, nó không gắn cái thận nó vô vậy. Ủa, em vô nó dùng phổi mới đen chứ. Ủa gì hả? Phổi chứ. Chứ làm gì mà cái thận nó bị? Dạ một bộ nha Lâm, dạ. Đúng rồi, cái này là bán lẻ 490.000 cái gì nha. Cái này em like rất là nhiều, mọi người yên tâm giùm cho em, cảm ơn vậy. Miệng lanh nhưng làm lố rồi chặn luôn. Ok. Rồi cảm ơn mọi người rất là nhiều, mọi người xe chim sơ ơ giùm cho em nha quý vị nha. Nhanh tay lẹ chân, dạ giá lẻ một chai là 490.000. Thì bây giờ sẽ test thử cho quý vị. Và điều đặc biệt là chị em nào muốn da trắng, da sáng, da mịn màng thì nhanh tay lẹ chân đến với sở hữu cái sản phẩm mang tên là AE Skin nha quý vị nha. Một bộ là 1.430.000. Nhưng mà ngày hôm nay mọi người mua một bộ thì mình em tặng quý vị thêm kiểu keo tẩy tế bào chết. Cái này là tụi em không có bán nha quý vị nha. Bùi Mạnh Linh bán. Là ai mà mua hàng thì liên hệ Bùi Mạnh Linh giùm cho em hoặc là inbox cho em chụp màn hình em gửi cho Bùi Mạnh Linh và ship hàng thật cho quý vị. Bây giờ hàng thật, hàng giả trà trộn đâu gì, hãy cẩn thận giùm cho em. Trên thị trường bây giờ rất là nhiều loại. Ok Mỹ Dung, ok chào mọi người. Mua quạt trên Lâm ơi, vô. Dạ, có tính ship không anh? Và đặc biệt ngày hôm nay trên tại live stream của em là free ship toàn quốc cho mọi người yêu của em luôn. Thì bây giờ anh chị em nào nhanh tay lẹ chân, ngày hôm nay em chỉ like một like thôi. Thế thì mọi người mua hàng để số điện thoại giùm cho em nha chị nha mọi người ơi. Chỉ đúng một số điện thoại em ghim chút đơn. Lan Mimi số điện thoại luôn, cảm ơn em. Lan Mimi ơi, cho chậm quá vậy em ơi. Lan Mimi ơi, nạp tiền cho Lan Mimi chưa? Nạp tiền cho Lamimi ủng hộ giùm cho anh thêm trắng trắng đi em. Trời ơi, tặng tiền quá mà ủng hộ giùm cho anh em nha. Ok Kim Hương, chào Kim Hương, cảm ơn mọi người rất nhiều. Mọi người chú ý là có hai số điện thoại ghim chút đơn mới ok nha. Những số còn lại là hàng giả hàng nhái và nhiều khi đưa hàng giả hàng nhái cho vậy. Mọi người cẩn thận giùm cho em. Đầu tiên một cái cho tấm chắc AS Skin như thế này. Nó màu đen nha. Than hoạt tính là nhập khẩu 100% từ Hàn Quốc, làm trắng da, mịn màng da và sáng da. Và đặc biệt đây mở cắm một máy ở đây nóng quá vậy Quỳnh. Thủy Thủy số điện thoại luôn, nhảy khá bảnh đi hả? Ok quý vị, bây giờ ủng hộ giùm cho em. Lát đem sức kem rồi vô em nhảy khá bảnh cho quý vị coi nha mọi người ơi. Mọi người ơi. Dạ. Nổi ha. Nổi quá trời. Ngày xưa tôi biết tôi làm giang hồ được rồi. Coi mấy clip ảnh quảng cáo game ấy. Hề ôi. Hề không? Hề quá trời. Hề lắm hả? Ừ, mọi người biết diễn, nhưng người không biết diễn không? Hề lắm. Ờ, mày nói anh chém mày nha. Nha. Tao không biết. Giỡn á. Em không có nói nha anh bảnh. Em không nói nè. Cái phía bên đây không nói gì. Em không nói gì anh Mạnh ơi. Em ước gì em được làm vợ anh Mạnh. Anh càng chém mày. Thà mày nói làm người bình thường làm vợ anh phải chém mày thôi. Em ước gì em được chơi game chung với anh. Đúng rồi thà. Hồi con nó hèn dễ sợ gì mới nói. Có gì đây có ai mà bèo que anh cá bảnh táp giùm em. Thôi, ngày hôm nay mình đang nặng happy vui vẻ buổi sáng thôi mà. Trời ơi. Trời ơi. Mày đổi cái đầu con heo thấy mà có điềm rồi. Trời nghe. Trời ơi, chặt đầu mày ra lũ lên heo mày. Mày làm gì vậy? Chết hả? Nó chết. Ủa? Giấc mơ hả? Trời ơi, em mới trải qua giấc mơ ghê lắm. Sao vậy em giấc mơ gì vậy? Ủa, em mơ em thấy nó xấu anh Khá Bảnh, em xíu anh Khá Bảnh chặt đầu em. Vậy hả? Ủa. Em giật mình vậy thì sao? Giật mình vậy em thấy ủa, mình đang ngủ trong live stream. Không có sự thật đó em, sự thật. Anh đang kiếm mày. Nha, nó vẫn còn ngủ tiếp. Thôi không có vợ nó chưa bán đồ rồi mấy mày ơi. Một bộ Lâm ơi, dạ cảm ơn mọi người. Anh chị em mua hàng comment để số điện thoại giùm cho em. Thì cái dòng sản phẩm em chính là cái gương mặt thương hiệu như vậy nha. Dạ gương mặt thương hiệu luôn. Em like rất là nhiều và sản phẩm rất là nhiều người like. Ví dụ như là hoa hậu gì Ngân của em, Thúy Ngân. Gạo nếp gạo tẻ là Thúy Ngân đúng không? Gạo nếp gạo tẻ, gạo nếp gạo tẻ Thúy Ngân đã like sản phẩm này cũng như bé Quỳnh Búp Bê. Quỳnh Búp Bê bấm bê này là xinh nè. Bấm bê trời à xinh quá. Búp bê này là tóc mày. Búp bê chào mi áo. Là Quỳnh Búp Bê đã like sản phẩm rồi. Nói chung là rất nhiều like. Ok Phạm Phúc để số điện thoại. Anh chị em mua hàng comment để số điện thoại giùm cho em những gì nha. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Thì một cái chai này em đang sử dụng những gì nha. Em đang sử dụng chai này. Thì nó có hộp đàng hoàng, nó dễ thương và nó dung dịch màu đen nha. Mình xoa lên làn da chúng ta, xòe bàn tay, đếm ngón tay. Mình xức vô cài da của ta, nọ trăng lên, nó sáng lên. Nó sáng lên, ngôn từ tụi em phải nhiều nữa chứ trời. Nó trần lên, nó sáng lên. Đẹp lắm nha, nhờ A Sê Kiên. A Sê Kiên, A Sê Kiên, mau lên nhanh có A Sê Kiên. A Sê Kiên đi muôn nơi. Chấp nhất cho buôn làng của ta. Chú A Sê Kiên ở Bạn Đôn nha, lại 2, 3. Chú A Sê Kiên Bạn Đôn, chưa có mồi. Không, chưa có gì ta. À, chưa có. Chưa có. Chưa chưa có chặn nên cần tới chú. Chưa có chặn là gì? Chưa có trắng nên cần tới chú. Chưa có trắng nên cần tới chú à? Mày xong khi chặn hát lời hát thì ngược ngạo. Chưa có trắng nên cần tới chú. Rồi đại nè. Chú A Sê Kiên Bàn Đôm. Chưa có trắng nên cần đền chú. Từ đường già chú đến với người. Dẫn ham ăn bơi lại ham chơi. Vô
Asekin, Asekin, mau lớn nhanh có cái giờ trắng nha, có thức đi lên miền gần xa, cái nhà. Bài hát gì ngộ cạo quá. Hát gì ngộ cạo cái gì? Bài của anh đưa. Bài kỳ có đứa nào đưa bài này vậy? Anh á. Hồi giấc mơ. Đó là sự thật đó. À, sự thật đó. Trời ơi, tấu hề nè mấy má. Bớt tấu hề dầm nè, vô làm nè. Quý vị đây là mình xịt lên như vậy nó sẽ đen đen cái này nha quý vị nha. Nếu như quý vị ở nhà mà rảnh rảnh ngồi coi chạy quảng cáo nó chạy rất là nhiều thì cái đó những cái clip đã được cắt ra rồi thì bây giờ mọi người được xem trực tiếp 24/24 luôn, được coi tấu hề chua nhộn. Ai muốn trắng như em, ai muốn da đẹp như em phải sử dụng sản phẩm tấm nhắn Air Skin và nó cực kỳ hiệu quả và cực kỳ an toàn cho mọi người, và đặc biệt chúng ta có thể xài lên mặt được luôn. Ví dụ như chị em nào da mặt mà tế bào chết nhiều quá, chị em nào mà đánh phấn mắc cúp mắc ơ mà nó không thấm thì hãy sử dụng cái này giùm cho em nha quý vị nha. Em với nhé anh chị em mua hàng để số điện thoại giùm cho em Lô Tô đi, không hề ăn nắng và sản phẩm được thiết xuất nguyên liệu, được nhập khẩu 100% từ Hàn Quốc, cho nên mọi người hãy yên tâm dùm cho em. Cái này em like rất là nhiều nhau gì nha, em like rất nhiều. Bây giờ những người nào em chưa đọc tên á mọi người nè, ở ngoài đời chúng ta không là bạn nhưng trên mạng chúng ta là bạn của nhau nha. Bây giờ mọi người comment chấm cái để em biết mọi người, cái em kêu tên, em hô vang tên cho mọi người. Nếu như em không thấy ta nói ta nói hanh xà bạch xà sẽ kêu tên vang hô mọi người. Kêu tên băng hô mọi người là gì? Người tên tôi nghe bản thân hơi lụng cổ đến cần tôi đến. A-xê-kín, sẽ sơn lâu. Mày hú nữa hả? Mày chó hay heo à? Heo. Heo mà sao hú? Ba là chó. Ba là chó heo? Ừ. Trời ơi, nói là chó heo như vậy. Chó heo rắn tạp. Chó heo rắn hả? Ừ. Trời ơi, gia đình mà xàm lưng vậy? Gì? Lộn gì? Anh lộn gì? Xàm luân má ơi. Người ta là xàm luân. Trời ơi, tự nhiên má ngoài mà kêu tao lộn. Trời ơi, má tưởng như ai cũng bị đớt như má. Quê này. Gì? Về quê luôn. Về quê về luôn đi, đừng bao giờ lên đây nữa. Má lắm. Vợ em vậy hả? Nó hâm em về quê luôn. Về. Em nói đi về đi, đừng đi nữa. Cái nó cười ngồi góc. Đi. Nó như con cún. Bye bye đi đi. Về đi em lo chạy. Rồi ok nghìn chấm ok Nguyễn Tâm nè quý vị. Ai mà em đó giờ mà vô mà chưa kêu tên rồi đó, mình chưa giao lưu rồi nậu gì chấm cái em kêu tên quý vị nha. Đương Phan em, anh chào em nè. Dạ. Livestream không có kịch bản nên không đồng điệu hả? Kệ tôi đi. Trời ơi, nghĩ sao ngày tôi live 5 like kịch bản, ngày tôi viết cho 1 tháng trời kịch bản trời. Dạ. Ok Phương Ly, ok Gia Thuận để số điện thoại luôn nè. Lộn Gia Thuận, cảm ơn Gia Thuận nói nhiều. Thì quý vị ơi, cái này là tính chất than tre như vậy nha. Dạ than, như là than hoạt tính. Mình xoa lên làn da chúng ta, và đặc biệt là những cái làn da nào bị nám, bị thâm, và đặc biệt là nách, bẹn rồi chỗ nào mà tao nhổ bẹt đó, mà nó bị thâm mà lỗ chân lông to, thì chúng ta lấy cái bàn tay mà xoa lên, xoa xe. Chuyển tiền nhỏ gì vậy? Không chuyển chữ chết nha. Qua. Nè bé đâu rồi, chụp màn hình gửi cho anh Lâm nha em nha. Cảm ơn em. Trời ơi, nhanh ta lẹ chân quẹo lựa. Đi đâu mà dậu mà cho dấp phải đó, mà hoàng phải dây như vậy nha. 3000 chấm cảm ơn vậy. Rồi bây giờ mở giùm anh. Gì mà cự gì mày con yêu nghiệt. Anh nói bị thâm nách đó, em nghĩ tới con này. Em đi. Nó bị thâm nách em. Tại biến con. Này đi. Đi ra tới từ xài ơn được. Quý vị cái con này nó bị thâm nách quý vị. Nhiều khi nó muốn vô tư cùng bạn bè đi khắp nơi ơi ơi, mà nó chỉ muốn đi tươi cười mà sao chẳng thấy khó ghê vì bị thâm nạch. Rồi có tấm trắng e skin luôn, tôi tính luôn chính mình. Mặc quần đẹp xinh, làm cái nạch trắng em mà cười được tên em có skin. Được lắm, hai người được lắm. Tài không? Được lắm, tôi tự mua tôi xài ơn. À, tự mua xài ơn, tự mua... mày mở ra chưa con hàm? Này. Rồi bây giờ mình mở cho nhanh những gì nha, mở cho nhanh. Thì anh chị em nào mua hàng để số điện thoại giùm cho em. Anh Lâm thông minh nhất đời ha, cảm ơn mọi người. Bây giờ mọi người thả tim, mọi người thả cho em trái tim cho em vui được không quý vị? Hoặc là người nào mà vô đang coi á, thả cho em cái chấm được không quý vị? Để em biết mọi người. Lulu anh chào em nè, Cucu chào em. Bôi lên mặt cho đẹp da và đúng rồi, anh chị em nào da mà xấu quá thì bôi lên mặt giùm cho em luôn. Nó sẽ trắng da mình, màng da và sáng da và cam kết vậy. Nếu như không trắng, nếu như mà trong đây có chất độc hại thì bên em sẽ lời cho 100 triệu, yên tâm giùm cho em quý vị nha. Ok, cảm ơn mọi người. Gì vậy? Hôm nay mua tấm trắng body thì được một bộ phay giá ưu đãi 100.000 đồng. Dạ đúng rồi, bên Bùi Bình Linh hiện đang có chi nhánh như Bài Lực đang có ưu đãi. Ok, trước em để số điện thoại đây. Mọi người dùng đây, nhìn đây. Là sẽ đen như thế này, như vậy nha, nó đen như thế này. Và khi cho em một hũ ok phát cho đặng để số điện thoại giùm cho anh. Anh chị em mua hàng comment để số điện thoại giùm cho em. Ai thả tim thả ơi giùm cho em đi mọi người ơi. Trần Trung số điện thoại Lê Cẩm Vân chấm một cái ok Dũng Nguyễn số điện thoại luôn. Anh chị em mua hàng thì comment để số điện thoại giùm cho bên em thì bên em alo cho mọi người. Dạ, tấm trắng một lần như vậy nha, đây nè. Ôi, cái này tha lên nách em được nè. Sao vậy em? Không còn thấy cái thâm nữa.
mà nó thấy cái đen luôn. Ừ. Nhưng mà chút trắng. Nữa, đúng rồi, chút nữa sẽ trắng cho vậy. Ngày hôm nay mọi người mua hàng để số điện thoại xài kem này xong có bồ không anh có nha em nha. Cảm ơn thứ tất danh hài là Phan Bi Hòa. Ok Thanh Trung anh báo cho anh lên kết bạn với em nè. Ok. Cảm ơn Bích Nguyễn nhân viên liên hệ Bích Nguyễn giùm cho anh. Anh chị em mua hàng thì comment giùm cho em Lâm Dễ Thương. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Nguyễn Nguyễn em cảm ơn chị yêu của em. Đẹp trai hả, nói như cái máy. Ok Hồng Vinh số điện thoại luôn, cảm ơn. Dạ cảm ơn mọi người, mỗi đích dịch thật kệ tôi đi. Bao nhiêu một bộ? 1.470.000 như vậy nha. Nhưng mà ngày hôm nay điều đặc biệt là mọi người một bộ gồm 4 sản phẩm chị Cát Phượng. Trời ơi em chào chị Cát Phượng yêu của em. Mấy em hát bài Cát Phượng một bài đi. Bài gì của Cát nè, mình Cát trắng đi. 2, 3. Mình anh là thang trên phố nhớ mùa mưa qua. Từ nụ hôn ta trao khi đó nhớ chị Cát Phượng. Ôi Cát Phượng, Cát Phượng, Cát Phượng, Phượng. Ôi Cát Phượng, Cát Phượng, Cát Phượng, Phượng. Cát Phượng. Cát Cát Phượng, Cát Phượng, Cát Phượng, Cát Phượng. Cát Cát Phượng, Cát Phượng, Cát Phượng, Cát Phượng, Cát Phượng. Càng càng càng. Ê tao nói 10 diễn viên mà vô đây là banh rạp nha. Hát không, không bán được luôn. Nhà tài trợ tao đuổi luôn. Tao đuổi tao trừ lương luôn. Ê. Dạ xăm bít mình em là xăm bít mình nha chị nha, xăm bít mình luôn. Quý vị biết không, dù ngày xưa mình xức cái này vô cái mình có cảm giác như là quay ngược nè, 2, 3 ha, bùng lầy nè, uống bùng lầy nè, đó bùng lầy nè, y chang luôn nè. Bây giờ mấy vị xức tấm trắng e skin lên thì chúng ta có cảm giác là quay trở ngược về tuổi thơ. Bởi vì vô quay ngược thời gian trở về với tuổi thơ, lòng nhau ngoài mưa lắm lem buồn lầy. Khi xưa trẻ con nào đâu có biết yêu, vô tư chạy theo á e skin. Tao dặn mày sao mày? Quên nè, hát cái gì cũng nhét sản phẩm giùm tao mày nhớ không? Rồi. Sản phẩm là cái người nuôi mày ăn cho mập thay tới ngày hôm nay đó. Chưa. Là cái người mà đưa phấn son cho mày, mua tóc giả cho mày. Chưa. Sản phẩm là cha là mẹ. Em xin lỗi chị thành sản phẩm. Father and mom, ý đi là sản phẩm. Gì vậy? Là gì vậy? Là sản phẩm là cha là mẹ. Ôi con là mày giỏi tiếng Anh sao mày không làm dạy tiếng Anh, mày đi làm diễn viên kìa. Trời ơi, mấy cha dạy tiếng Anh còn vô ngữ pháp của em nữa. Trời ơi, đó là nguyên Ben. Ôi con này vô live stream nó gây thù chút quán nhiều. Hồi nãy nó ghèo anh khá bảnh. Mà bây giờ nó thấy nó ghèo mấy thầy vậy. Lọc. Trời ơi, nãy em ngủ trên live stream nữa hả? Ủa em ngủ nữa hả? Trời ơi, thức cái 4 giờ sáng em hay ngủ quên. Tỉnh à. Alo, trung tâm Anh ngữ hả? Dạ. Sao? Nhiều thầy tiếng Anh kiếm nữa hả? Dạ ok lắm chị chưa? Trời ơi, con này lên đây nó gây thù chút quán mọi người ơi. Lô tô đi anh hả, cảm ơn. Ba ông diễn hợp ý nha, không có diễn gì hết trơn, trời ơi trời. Cái này là tâm sự đời cô lựu, ngát đời cô lựu nè. Kiếm anh ơi, dị dạng đau thương mà ngỡ như là dòng nước chảy, chứ có ngờ đâu là chuyện ấy. Hát giận như cái lớp của thằng hồng âm ỉ cháy dưới tàn tro. Rồi sao nữa má? Mạm cảnh trớ triều mà thầm gọi Dương Lâm ơi, mua e skin tha cho má liền. Trời ơi. Được. Hồ duyên quá con, này nãy nhà tài trợ lên lương cho mày nè. Cú đò xứ nó tát rồi bển cô sáu đò không lấy e a skin giáo luôn. Ai giao e skin? Cô lệ thủy. Nó rồi, nó ghẹo tới cô lệ thủy nữa rồi, nó ghẹo. Cô lệ hát vậy mà. Ai đám giết thờ kể chuyện bông quơ làm e skin xứng vô trắng liền. Bớt ghẹo chọc giùm nha, bớt ghẹo chọc giùm. Trời mình buôn bán lành mạnh nha mấy em nha. Trời ơi, dạ cảm ơn mọi người. Quý vị ơi, cái này em nói gì đó là trắng, mình để chừng 15-20 phút cái mình cào giùm cho em. Lập tức một làn da cực kỳ trắng và cực kỳ mịn màng. Thì bây giờ anh chị em mua hàng thì comment để số điện thoại giùm cho em hoặc liên hệ Bùi Mạnh Linh giùm cho em. Một chai này bán lẻ là 490.000, một bộ là 1.490.000. Bây giờ mọi người mua một bộ thì bên đây sẽ tặng quý vị một chai tại tới bầu chết. Và điều đặc biệt ngày hôm nay mọi người mua một bộ thì bên đây sẽ tặng quý vị một hũ kem phay nha. Bán nhưng mà tặng 100.000 thôi. Khánh Hoàng, anh chị em mua hàng thì comment để số điện thoại ủng hộ giùm ba tụi em. Nãy giờ tụi em hát hò điều này nọ có chứ là phục vụ quý vị đi quý vị ơi. Ủng hộ giùm cho em mọi người ơi. Che đi Nguyễn giá sau đây là một cái chai trà bé lửa như thế đầu nha. Là bán với giá là 490.000, má rẻ lắm em ơi. Rồi. Mấy đứa nói được mấy tiếng không? Chỉ có được 490.000 thôi. Đúng đầu, con kia. 490.000.
mày nấu cái chi? Mày nấu cái gì vậy? Con này nó nói chi mà nó nghe nghe không có rõ nữa. Bị cái lượng em nó bừa à? Nó bị đớt. Trời ơi, nó bị đớt quý vị, nó bị đớt. Nè, ok bé Nhi để số điện thoại tư vấn cho em nha. Bùi qua để số điện thoại giùm cho anh. Anh chị em mua hàng thì comment để số điện thoại giùm cho em. Mình để 15 phút. Rồi. Ủa cái thằng kia đâu trời? Đi vô đóng cửa à? Vậy hả? Để em lấy quạt máy em làm cho gì coi. Dạ, lá mình cào ra thì cái cơ thể chúng ta cực kỳ trắng và cực kỳ mịn màng, duyên dễ sợ hả Trân Phan? Cảm ơn em rất nhiều nha. Chị khiên cái quạt máy qua cho ảnh đi. Đúng rồi, mày ăn mập thay chi bây giờ mày kéo giùm cho em gì? Trời, nó như là chú voi con ơ bàn đôn, chưa có ngà nên còn trẻ con. Từ quận tư nó quận mấy à? Từ học môn nó đến với người vẫn ham ăn dơi lại ham chơi. Ba em là nhân hộ đúng không? Chân xin lỗi chú. Ba có coi không? Anh em giỡn mày khùng quá mày ơi. Để tao nói gì mà kêu ba mày chém tao. Dung qua để số điện thoại luôn, nó chậm chậm thôi. Ok, ai để số điện thoại, cảm ơn mọi người. Lô tô đen trai, ok mọi người, anh chị em mua hàng ủng hộ giùm cho tụi em nha chị nha. Dạ, con bé này hiện tại đang ở Hóc Môn gì nha, giang hồ Hóc Môn. Còn bé này ở đâu? Dạ em ở Cà Mau. Giang hồ Cà Mau? Dạ không có. Chứ làm gì chứ? Nhà làm ruộng. Làm ruộng hả? Tưởng bán cua chứ, hát bài cua nghe coi. Vô. Hey, cua gạch son gạch đỏ chỉ có ở Cà Mau. Đất mũi xin kính chào. Ba con ơi mua giùm, mua giúp giùm em. Ba con 240. Mắc quá. Ôi, nếu mà chị che mắt em sẽ giảm liền tay. Đưa vô ngay cái nồi, em mắc đi thơm lừng ngon nhất những người ơi. Ba con 2.4 triệu. Ăn mình đi má. Mắc như quỷ vậy đó, bán cua mà làm bán vàng vậy, 3 triệu mấy. Bởi vậy em bán cua mắc quá không ai mua hết, người ta mua AR skin có 490 ngàn đó. Đúng rồi, cua mà mắc 2 triệu mấy thì bây giờ mọi người mua tấm trắng AR skin giùm cho em như vậy nha. Cực kỳ trắng và cực kỳ màng, nếu không trắng em hoàn trả lại tiền cho gì luôn. Thì mình có thể xoa trên mặt mình luôn, nhưng mà ngày hôm nay em xoa trên cơ thể của em để em chừa cái mặt, em xà cái mặt ra. Để mà em tư vấn với mọi người, anh chị em nào cần để số điện thoại giùm cho em, cảm ơn vậy. Ok, Diệu Linh Trần cảm ơn mọi người, hay quá ha, cảm ơn mọi người ủng hộ giùm cho em. Thanh Nguyễn gì ủng hộ giùm cho em nha. Phạm Tú cảm ơn em để số điện thoại, chứ mà anh bự quá hả, anh sẽ tém mình lá liễu cho em. Thầy thích quá, em muốn làm cặp tiếp viên tư vấn hả? Đào qua Mai, qua Mai anh Đào, Mai anh Đào ơi, anh bóc mùi mạnh lên. Con bé mà anh Đào nó mua hàng mình phải hát bằng nó thôi mấy đứa ơi. Mùa xuân sang có qua anh Đào, mùa xuân sang có Asakim, mùa xuân sang có Asakim, mùa xuân sang có rồi cả xuân cũng có AC Kim. Đúng rồi, bây giờ ai mà gia nhập hệ thống thì em sẽ hát tặng người đó một bài nhớ gì nha. Còn Trần Trình nữa ủng hộ giùm cho em, người một chai, người một chai. Một chai chẳng đáng là bao, hai chai cộng lại giúp em trả lương hai con này. Có nghĩa là hai tụi nó là một chai quý vị, 400 ngàn thôi, lương mỗi đứa 400 ngàn thôi. Quý vị ủng hộ giùm cho em hai chai của tiền trả lương cho mấy đứa này quý vị ơi. Đó quý vị, 490 ngàn không đáng là bao, thứ ăn trầu nhã bạ cũng tiêu tan. Quý vị bỏ ra mua chai tắm trắng ăn skin và trắng thêm á. Dạ đúng rồi. Kìa gạt bình luận qua giùm cho anh coi, gạt bình luận qua giùm cho anh này. Đào nó vậy. Nè, quý vị gạt bình luận qua bên. Quý vị coi em rất là trắng, hiện tại em rất là trắng. Nào quý vị coi nè, trời ơi em đẹp lắm, em rất là ngon. Ủa em đẹp không cần son. Phân em cho xin mình em ra xin. Thật xuyên gian không có sao 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 skin na skin 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 tai biến hả, tại vì tao biến mà đó thôi. Cô hát như là bị tai biến mày má ơi. Nè quý vị coi nè, làng tông quý vị ơi, em đang để cận cảnh gương mặt cũng như là cái body của em nha. Bây giờ mọi người hãy tập trung em thôi, đừng tập trung hai quỷ cái ngoài sau nha mọi người ơi. Thì bây giờ mọi người hãy nhìn làn da của em nha, rất là đẹp, như là rất là trắng. Hiện tại trong super nha, em là người trắng nhất nha quý vị nha, rất là trắng nè. Nè nè quý vị coi nè. Đó, lát để nó khô đồng cái là mình kỳ ra thì nó rất là trắng như vậy nha. Cũng như những cái tế bào chết nó sẽ ra hết, sẽ làm da mình trắng lên, nõn nà hơn và mịn hơn. Đây quý vị gạt bình luận qua coi giùm cho em. Hiện tại nó đang chưa khô, bây giờ em sẽ hát hò này nọ để cho nó khô cái làn da của em. Xong rồi em sẽ tư vấn tiếp cho mọi người. Còn anh chị em nào bây giờ mua hàng comment để số điện thoại giùm cho em như vậy nha. Ủng hộ giùm cho em 490 ngàn thôi. Bây giờ mọi người mua thì anh bóc cả ba bùi mạnh lên giùm cho em nha. Bùi mạnh lên, con nhỏ kia không tập trung, trừ 2 ngàn. Em đang chuẩn bị bài hát. Chứ anh xin lỗi em, cộng cho mày 3 ngàn nữa. Đó. Ok, rồi. Em chuẩn bị bài hát sẵn rồi. Trời ơi, con này có tâm, cho mày 500 đồng. Ê, duyên quá vậy. Ê, nhỏ duyên quá vậy ơi. Trời ơi, chết rồi mà tụi nó duyên về tốn tiền em hả gì ơi. Nó duyên vậy em kêu nó hoài, em đổi đào nhiều lắm quý vậy. Mỗi khi em like em đổi đào liên tục mới lần đứa nào duyên em cho lại nhá. Đứa nào vô duyên em tiến anh lên đường à, em về à. Đó, nói chung là như vậy nha chị nha.
bởi vì quy luật đào thải nha, vô duyên là bị đào thải liền hả, lạ luôn ha. Ủng hộ đi gì, ủng hộ giùm cho em chứ gì nha. Uống quay gì hả? Dạ không, em đi tập tạ bình thường thôi. Ủa cái áo dây áo đâu hả? Cái áo mẹ giấu vào trong nách em rồi, em không thấy được cái áo của em đâu. Bay hình xăm sao bay hình xăm được? Quạt ồn quá hả? Xin lỗi mọi người, dẹp quạt giùm cho Lâm nha. Đem qua bên kia, đem qua bên kia, nhưng mà vẫn chỉa về hướng 360 độ, hướng kinh đông. Hướng này có 90 độ à? 90 độ hướng kinh đông. Hướng kinh đông Lâm. Kinh đông Lâm. Có Asikin. Kinh Quỳnh Đông. Kinh okay. Đông. Kinh Đông. Bỏ áo ra luôn hả? Ờ, dễ dơ áo. Ủa gì? Ơ, trời, lôn. Một chai sử dụng bao lâu? Một chai sử dụng rất là lâu, chị yêu ơi. Lấy cho em thêm một bộ, kêu Nguyên Trần, cảm ơn em. Anh chị em nào mua một bộ thì comment để số điện thoại giùm cho em. Một combo là 1.470.000 cái gì nha. Cực kỳ trắng, nếu không trắng nên em hoàn trả lại tiền cho gì luôn. Rất là trắng, nhìn bản thân em đi, có gì nói chuyện cho gì nha. Rất là trắng và xài cực kỳ ok. Anh chị em nào mua hàng comment để số điện thoại giùm cho em. Nhìn sexy quá đúng không? Em rất là đẹp nha mọi người. Em cũng đẹp nữa. Mày bị điên đó, mày đẹp gì? Dạ, dòng sản phẩm bên em có bảo hành trong vòng 7 ngày đầu tiêu chuẩn của công ty nha. Bị dị ứng, bị kích ứng gì đó thì bên em hoàn trả lại tiền. Có ship qua Lào, Thái Lan, Campuchia gì em ship hết cho mọi người ơi. Rồi bây giờ em sẽ kỳ cho quý vị coi đây. Nè quý vị ơi. Kỳ kỳ, nào ta cùng kỳ kỳ kỳ, nào ta cùng kỳ kỳ kỳ, nào ta cùng kỳ lớp Asikin. Đây quý vị coi nè, cái làn da của mình sẽ cực kỳ trắng và cực kỳ mạng, dù nhiều khi những cái con hot girl khác nó sẽ đánh phấn đồ này nọ như vậy nha, nó sẽ làm cho trắng cái da ở trước và nó like cho vị nha. Còn em là bản thân em là bây giờ em làm thử cho vị coi luôn, là quý vị coi được cái làn da thật của em như vậy nha, nó rất là trắng là mịn màng. Bây giờ anh chị em nào xài thì comment để số điện thoại hoặc là để số điện thoại giùm cho em. Ủa comment để số điện thoại hoặc là để số điện thoại giùm cho em là sao vậy? Là nó cũng biết nhau á, mà tại nói dư á. Bị dư hả? Ừ. Nhưng mà nó cũng có ý nghĩa, nói chung là được, anh nói là duyên hết. Nói chung mà trong ta biết là để số điện thoại thì thôi. Thì đó, nói chung là nhắc nhở, nhưng mà nhắc nhở là 2-3 lần, ít 2, ít 3. Nói chung mà mua hàng đi. Tao duyên không? Duyên. Tao đẹp không? Đẹp. Tao quyến rũ không? Quyến rũ. Kéo áo lên đi, nó báo cáo hiệu dâm đó. Ờ vậy hả? Ừ. một giây thôi, một giây nó báo cáo không được. À, à. Xuống là được báo cáo khiêu dâm nha mấy chị nha. Hôm nay là che cái này lại đi, lộ cái hình trắng ra, cái da mình trắng mình quảng cáo mà. Ờ sao tao ngu quá ta. Đó. Đó nó rất là trắng như vậy nha, một cái dây áo rất là mỏng le le. Mỏng le. Mỏng le le là mỏng gì? Mỏng le mỏng lét á. Mỏng le mỏng lét đúng không? Ừ. Mà tao dùng mỏng le le. Le le. Nó gộp lại cái ý nghĩa của nó từ ngữ á. Đúng rồi. Bữa tao nó chẹp lẹp cái gì cái gì chẹp lẹp. Lẹp 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 đâu vậy nào quý vị ơi. Mọi người bình tĩnh không? Anh chị em nào mua hàng thì comment để số điện thoại trong livestream của em ngày hôm nay sẽ được free ship toàn quốc cho vị luôn. Mình sẽ tắm ra như thế này và da mình cực kỳ trắng và cực kỳ mịn màng luôn. Và sau khi mình trắng xong thì mọi người cái chai này chúng ta bỏ toilet giùm cho em, bạn ta tắm hàng ngày giùm cho em. Mình xịt lên cái đồ mà ta nói cái bông tăm nói vậy. Mình bông tắm hay bông tăm? Bông tăm là quái tay này ha. Ơ sao tao ngu muội vậy ta? Bông tăm là mình để mình tắm trắng cái kẻ mắt á. À đúng rồi, em xin lỗi gì, mình bỏ vô cái bông tắm nha, rồi mình xịt lên xịt mấy cái em. Năm cái sinh lão bệnh tử sinh, đúng rồi là sinh nha, phải vô chữ sinh nha. Còn mà vô chữ tử là bị xui, từng tắm cái đầu tử luôn. Ừ. Là bị xui liền một, là xịt ra 5 cái. Một hoặc năm sinh, một không sạch má. Một không sạch gì đây. Một không đủ với tao. Không đủ đúng rồi. Bà là tới 10 lần á. Mày là tới 10 lần sinh lão bệnh tử, sinh lão bệnh tử, sinh lão chết cha mà vô lão rồi. Mày là bà lão, mày là con bà lão già. Bà lão già xấu xí mignon. Mignon là khen đó. Ủa khen hả? Ừ. Sao tao ngu muội vậy? Ừ. Đó là kẻ địch của mình mà. Ừ. Mày lão già xấu xí à, mất đập. Ờ, à, cái đồ hả mập địch. Ừ. Kệ tao. Mày tưởng mày ốm như con hầm lừa. Kệ tao. Mày nhìn là bản thân mình đi. Nó mập nhưng mà có nét. Còn cái mặt của mày là mập, là mày nó dính một cục mặt luôn, mày hiểu không? Là đẹp. Mũi không có mũi, mắt không có mắt, dính một cái cục mặt như là cái cục mà cục bọt á. Nó sửa mũi rồi á. Nó sửa mũi rồi. Nó đã sửa mũi rồi đâu gì mà cái mặt nó còn kỳ như vậy đó. Nó chưa sửa cái mặt nó như thế nào. Em nghe cho mọi người thấy nó cao. Ủa là sửa rồi đó hả? Dạ. Ai sửa cho mày vậy? Em làm natural. Natural là làm tự nhiên. Em làm cho có cái sóng mũi thôi chứ em không làm cao. Làm không làm cao. Làm cho có sóng mũi đổi tài vận thôi. Trời ơi, như vậy là mày không bằng sóng mũi của tao. Em đâu có đúng nguyên cây được như anh đâu. Mày điên, sao mũi tao tự nhiên đó. Tự nhiên là hả? Bây giờ là mấy em học cấp 2, cấp 3 học hình là tao học cái mũi tao không đó. Học góc vuông không? Con, các con biết đây là ai không? Dạ. Ai? Đây là cái mũi của chú Lê Dương Bảo Lâm. Đúng rồi, bây giờ chúng ta sẽ học góc vuông cái mũi. Nó dạng dạng vậy, học góc vuông đó mấy má. Hoặc là học chữ cái là học chữ L. Nha, L. Vô liền, thấy ghê không? Thấy ghê không? Ai? Có bé thì duyên quá. Chào anh Lâm Thắng rồi. Ai vậy con, là chào Lâm ha.
con nào mà duyên dáng duyên dùng. Hôm nay thi và cảm ơn mọi người. Quý vị ơi, dạ bao nhiêu thế và 490.000 như vậy nha. Em đảm bảo vậy xài là chích mê chích mà liền. Anh chị em nào mà da đẻn da đen xích vô một cái là da đen hú hồn. Ê, ê, da trắng chứ. Da trắng hú hồn hả? Da trắng hú hồn. Dạ. Xích vô một cái trắng da hú hồn. Ai mà da đẻn da đen xích vô một cái trắng da trắng da hú hồn. Trắng da hú hồn. Da ai mà bị thâm mà rồi. Ai mà thâm nách như em xích vô một cái nách trắng hú hồn. À. Hỡi cô tát nước bên còn, cô tát qua tát lại cái chấm 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 mất tiêu. Ai trả lời được tao cho một chai Asakin. Hỡi cô tát nước bên còn, hỡi cô tát nước bên còn, tát qua tát lại cái chấm 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 mất tiêu. Trả lời cho Duyên nha. Tiêu. Cái gì? Cái bồn. Cái bồn. Cái bồn để bà tát á, bà tát cái bà hớ tay cái bà đi luôn cái bồn. Đi tóc váy. Trời ơi, em thấy nó rồi, nó tóc váy rồi mọi người ơi. Dạ anh chị em nào mua để số điện thoại giùm cho em gì nha. Tụi em sẽ giao lưu đồ này nọ để cho mọi người đỡ chán như gì nha. Thì bây giờ anh chị em mua hàng comment giùm cho em con trâu, con đen, con gì đen thui lùi cũng xài được hết như gì nha. Rồi tiếp theo, hỡi cô tắt nước bên cồn, tắt qua tắt lại cái chấm chấm mất tiêu. À, hỡi cô tắt nước, em đổi hai câu cuối được không? Được. Hỡi cô tắt nước bên cồn, tắt qua tắt lại cái cồn cạn queo. Cái cồn cạn queo cũng hay luôn. Tát quá chị tát cạn cái cồn của người ta luôn. À, đứa con, hỡi cô tát nước bên cồn. Hỡi cô tát nước bên cồn. À. Tát qua tát lại. À. Sổ hồng mất tiêu. Cho một đi. Cho một tiếng quạ đi. À, không. Để làm lại con bé làm lại. Để tự làm. Con bé xin lỗi nè, nó xin lỗi gì nha. Khi mà em bị rớt miếng nè. À. Làm lại. Dạ rồi thôi tôi tư vấn rồi má ơi. À, đúng rồi dạ. Trước khi mà mình tắm là mình không cần mà tắm rửa gì hết. Bởi đây là tắm trắng. Dạ tắm trắng mọi người yên tâm giùm cho em. Dạ khi mà mọi người đi làm về, da mà nó dơ càng tốt mà sao nó lấy ra hết tất cả cái dơ của mọi người, lấy ra tất cả cái hắc tố đen của mọi người, làm da mình sáng lên, mịn lên và trắng lên nha mọi người ơi. Dạ. Giá bao nhiêu một bộ? Một bộ là 1.470.000. Khi mà mọi người mua một bộ thì bên em sẽ tặng quý vị một hộp gel tẩy tế bào chết, sẽ làm sáng da, mịn da và trắng da và hồng hào da. Và một tuần chúng ta xài 3 lần giùm cho em, đảm bảo một làn da trắng như là Lê Dương Bảo Lâm. Anh chị em nào mua hàng comment để số điện thoại giùm cho em. Bên em sẽ có người alo, nhân viên trực tổng đài là hai con bé ngoài sao sẽ alo cho mọi người. Alo. Alo. Ủa hai người luôn mới nói chuyện với ai? Nhiều quá nè. Thôi cắt máy đi. Alo. Dạ có phải nhân viên của iSkin không ạ? Dạ đúng rồi ạ. Dạ chị ơi em muốn mua tấm trắng. Anh kêu em là em đi em mới nói chuyện với anh. Em ơi cho anh mua tấm trắng. Dạ đúng rồi. Anh muốn bao nhiêu chai? Em ơi nghe cái giọng của em cho em mập lắm hả? Dạ em rất là ốm. Em rất là ốm hả? Dạ người em thánh thoát lắm. Ờ cho em đổi, cho anh đổi tổng đại viên được không? Dạ. Dạ alo. Alo ai tổng ai đầu dây vậy? Dạ em. Nhỏ mập hơn nhỏ trước hả? Dạ. Ê mày nghe điện thoại đi. Alo. À, thôi. Nhỏ đó nó mập hơn em đó anh. Vậy hả? Ngoài. Ngoài hả ngoài? Ngoài nào? Giọng sao đàn ông quá vậy? Đàn ông nào? Nè gặp mày nè. Lộ. BD hả? Thôi vậy nha, thôi hết pin rồi. Trời ơi mua hàng mà khó quá. Mua hàng mà gặp BD không khó quá. Dạ. Dạ đúng rồi, quý vị ơi, nè, nói dù nghe 490.000 nó hơi cao một xíu, cao hơn loại tắm trắng xíu. Nhưng mà một bịch trăm mấy, quý vị tắm đi có một lần thôi. Còn đối với cái chai này quý vị tắm được rất là nhiều lần. Bởi sao cái chai nó bự như cái chai nước tương, đây. Nó bự, ê tự nhiên tắm trắng ta mà giới thiệu chai nước tương nó kỳ đúng không? Đúng rồi. Giống cái gì em? Nó bự giống như là chai sữa tắm. Như chai sữa tắm, nha. Mình vác này lên, mình có tưởng tượng như là, cầm đi em. Mình vác này lên, mình tưởng tượng như là cô gái Sài Gòn đi tải đạn. Đi giữa rừng cây xanh xanh ngát. Má ơi cái đó là chim kêu gian rừng suối gọi má ơi. Dạ chim kêu gian rừng suối gọi rồi. Làm lại. À. Nhạc đi cho nhạc. Nhọt đi nhọt. Ê, Kim Nhã vô nè từ từ hát hết bài này rồi tiếp Kim Nhã nha. Rồi. Dặn non dài
lên đường theo giải phóng quân. Từ ngày đô thị trùng lên thì em mình đi tái đàn để các anh đi diệt thù vô. Quả pháo ơi sao mày như được mày xuôi em mắt phụ thì mày không cho bơm đạn tới bơm 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 bơm. Chị em ta vẫn dựng bước vẫn đã có ai gì chim kêu dàn được suối gọi ta lên đường năng thiếu hai giây qua mày dàn chen lá ngụy trang sương đêm mượn cầm non dài ta lên đường theo giải phóng quân. Từ ngày đô thị trùng lên thì em mình đi tái đàn để các anh đi diệt thù vô. Hãy đưa tấm trắng AS kính này về cho bà con dân bản. Dạ. Chị đã bị trọng thương rồi. Các em nhớ lời. Đây, tao chưa chắc là đây cái gì. Nhớ lời. Ở đây bị bắn nó đi. Hai con chó. Đem về cho dân bản họ bị bắn. Hồi đứng đây họ bị bắn sao? Tới nhà đây. Quý vị, gì thấy không? Trời ơi, tụi em hy sinh, tụi em bảo vệ tấm trắng AS skin đem về cho bà con dân bản để trắng, quý vị hiểu không? Dạ. Cừ hả? Cừ cái gì mà cừ? Mua hàng đi mấy mẹ ơi, cừ hoài. Bán cừ cũng chết, không ai mua hàng vô cừ không à. Để người ta chiến tranh đồ này nọ, ta chạy giặt đồ này nọ, ta bảo vệ tấm trắng mấy người. Mấy người phải thương người ta chứ. Nè, ngáo đá hả, lóc nè. Mày thấy ai ngáo đá mà trắng đẹp cho tao không? Con nó điên cái gì? Không có ai mà ngáo đá mà đẹp như em cái gì? Trời, ai mà được ngáo đá mà đẹp như em cũng ráng đập thiệt. Trời ơi. Đây nè quý vị, ngáo vừa thôi nè, bảo trí lóc nè. Đó, lóc bớt đi quý vị. Đây, nó rất là trắng nha quý vị nha. Cực kỳ ok mọi người. Ê, Kim Nhã còn coi không vậy? Không biết nữa. Chị Kim Nhã còn coi không? Còn, Kim Nhã còn coi. Kim Nhã ơi, còn coi không? Hát tặng em là Kim Nhã ơi. Chào Lâm Dễ Thương, cảm ơn mọi người rất nhiều. Anh chị em mua hàng thì comment để số điện thoại giùm cho em. Ơi, lau giùm tao, nhúng nước giùm tao đây. Bây giờ em sẽ lau cho gì coi. Em sẽ lau cho gì coi và em xức cái body lên cho gì coi nha gì nha. Cực kỳ trắng và cực kỳ ok, nhanh tay lại chân. Kim Nhã còn coi, không dám trả lời là còn coi. Kim Nhã nó còn coi, nó cũng không dám. Sao vui vậy trời, vậy đúng rồi vậy, trời đất ơi. Trời ơi, em tụi em mà đem cái nguồn năng lượng rất là tốt. Nguồn năng lượng cực kỳ mạnh cho vậy em mới thiệt. Không có ai livestream mà nhịp nhàng tụi em đâu, không có ai mà đem cái nguồn. Bởi sao mới ngủ dậy vậy, cái đầu mà nó còn bị lưng lửng á, cái miệng mà nó cơ động chưa có hoạt động được á, mà tụi em làm được như vậy là bởi vì biết không, là tụi em phải dậy sớm một tiếng. Dạ, tụi em hoạt động cái mỏ nó mày ngủ rồi con quỷ. Hát cho Kim Nhã hả? Rồi bây giờ em sẽ lau cho gì coi. Em ơi, không có chăm chích nha em nha. Nếu mà chăm chích anh đền cho em 100 triệu, em yên tâm giùm cho anh. Cái này có thể xài trên mặt được luôn, người yên tâm giùm cho em. Anh chị em nào bị da đen, da mà sần thì hãy nên sử dụng giùm cho em. Không chăm chích không gì nhau gì nha. Nhanh tay lẹ chân. Mày báo tài xế mấy giờ nè? Dạ, 12:30. Dạ. Bây giờ cũng còn tới. Tí mèo để số thoại luôn, rồi bây giờ em sẽ lau cho gì coi nha. Và em sẽ test game body cho gì coi. Rất là trắng và cực kỳ mịn màng. Anh chị em nào mua hàng thì thương em để số thoại giùm cho em. Thì bên nhân viên Salo cũng như tư vấn cho mọi người rất là nhiều cho mọi người yêu ơi. Dạ, cảm ơn quý vị. Alo. 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 Tấm trần AS skin. Trắng hồn. Trắng quá nè. Trắng hả trắng? Trắng. Nè quý vị, là mình xức lên là cái da mình nó rất là trắng quý vị nha. Và xài cực kỳ ok cho chị em mình luôn. Anh chị em nào mà đen quá thì nên sử dụng giùm cho em. Ninh Dương Lan Ngọc nhạc. Hey. Nhạc Ninh Dương Lan Ngọc. Lan Ngọc, Lan Ngọc, Lan Ngọc, Lan Ngọc, Lan Ngọc, Lan Ngọc. Hey. Lan Ngọc, Ninh Dương Lan Ngọc đã vô. Và tụi em có những bài hát cực kỳ đáng yêu dành tặng cho Ninh Dương Lan Ngọc. Ninh Dương Lan Ngọc. Làng ngốc, 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 làng ngốc. Ninh Dương, Ninh Dương làng ngốc. Ninh Dương, Ninh Dương làng ngốc. Làng ngốc, làng ngốc, làng ngốc, làng ngốc, làng ngốc, làng ngốc, làng ngốc. Ninh Dương làng ngốc, Ninh Dương là
làng ngốc, làng ngốc, làng ngốc, làng ngốc. Nên chưa tới tay tay. Nó chửi kìa má. Sao tại sao em cảm thấy như là mình gặp một cái con gì mà nó vừa lạng vừa ngốc? À, tự nhiên người ta tên đẹp đẹp Ninh Dương Lan Ngọc, chỗ tên đẹp dễ sợ. Chủ tà lao kìa. Ờ, mà đưa vô bài hát tượng Lan Ngọc, Lan Ngọc, Lan Ngọc, Lan Ngọc. Lan Ngọc là Lan Ngọc, nhưng mà bẻ thì có tông á. Cái tông kỳ Ngọc ơi. Tông kỳ. Đây là tại cái tông nó kỳ. Nó vô bài hát là Lan Ngọc luôn. Ờ, đáng yêu hả? À, cảm ơn quý vị. Anh chị em mua hàng ủng hộ đi vậy. Mệt quá, vô coi hề cười ha ha. Mà không ai ủng hộ tôi. À, mất xàm. Kệ tôi xàm, tôi khùng, kệ tôi đi. Dạ, chú ý là vui được rồi. Vui là được rồi, cảm ơn quý vị. Nãy chắc Phượng vô là hát một nùi rồi. Trắng quá hả? Dạ, rất là trắng mấy chị. Một chai là 490.000 nha mấy chị nha. Anh chị em nào mua hàng thì liên hệ với Mùi Mạnh Linh giùm cho em. Thì bên Mùi Mạnh Linh sẽ alo cũng vô tư vấn cho vậy đây. Mình xài là mình kỳ đi giùm cho em, đem kỳ đi cho quý vị. Em tức quá, em tức quá quý vị, em tức quá. Đây. Đây, mình xoa lên làn da chúng ta và mình kỳ lên như vậy là tấm trắng khô như vậy nha. Là nó đã ra rồi, là trắng nó đã trắng rồi đây. Mình xức cái kem body lên, mình kỳ lên như thế này là nó đã trắng rồi như vậy nha. Đây. Ồ, trắng quá anh. Cái này em xài dùng cổ em được nữa nè. Nè, có gì thấy không? Là mình kỳ ra như vậy, nó đã sạch rồi, nó đã khô rồi và nó đã sạch rồi. Thì mình chỉ cần kỳ sạch sẽ giùm cho em thôi. Thì làn da chúng ta sẽ cực kỳ trắng, tới bầu chết sẽ ra luôn. Anh chị em nào mua hàng thì comment để số điện thoại ủng hộ giùm cho em. Nhanh tay lẹ chân, Lan Ngọc còn coi không? Chứ nó ra rồi quá. Ra rồi. Ra rồi đúng không? Ừ. Nè, quý vị thấy không? Rất là trắng và xài cực kỳ ok đó. Mình kỳ ra giùm cho em. Kỳ những cái dơ, những cái mà tới bầu chết ra. Đó, nó sẽ ra hết, nó sẽ ra hết. Quý vị thấy không? Lan Ngọc, Lan Ngọc đó, nó rất là trắng và xài nó đã như vậy nha. Và bây giờ mình xức cái kem body lên giùm cho em đó. Nếu như ai có điều kiện ở nhà thì mình nên tắm rửa sạch sẽ xong rồi xức kem body. Còn bây giờ em không có vô toilet được, bây giờ em sử dụng ở đây cho việc coi. Dạ. Mệt quá. Luôn tụi Bảo Chu đang xem. Bảo Chu hả? Bảo Chu. Bảo Chu. Hai. Bảo Chu. 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 Gì BD vậy mày? BD vậy mày? Chu BD vậy? Chu con Bảo mà sao kêu nó BD? Chỗ nó giận nó, miệng nó đừng ống nó mày. Giận tím người luôn á. Nó giận tím người bệnh. Bảo Chu đàn ông. Trời ơi. Đàn ông. Giận tím người. Có vợ rồi. Có vợ rồi. Có vợ hai trai luôn. Vợ hai thằng trai. Ê, BD rồi. BD rồi. Vậy là BD hả? BD. Ủa, vậy là Bảo Chu BD hả? Ừ. Nói nhỏ thôi mấy đứa Bảo Chu có BD không? Được. Ở đây có 4.000 mấy người biết hả? Vậy là Bảo Chu BD hả? Ừ. Có không? Có. Là có chơi BD mày thấy không? Có bữa chơi với em với bà này nữa. Alo. Vậy hả? Ê, alo. Alo, sao vậy? Alo. Sao vậy? Alo. Ê, mày biết chuyện Bảo Chu BD không? Ủa vậy hả? Cái gì vậy? Trời ơi, bà Bảo Chu BD lâu chưa? Lâu, tao mới biết nè, mà chắc chơi lâu rồi. Chơi lâu rồi hả? Chơi lâu rồi. Trời ơi, mà Bảo Chu chơi BD đâu vậy? Chơi tại nhà chứ đâu. Chơi tại nhà luôn, chơi tại gia luôn. Trời ơi, là tổ chức chơi BD trái phép. Trời ơi. Trời ơi. Có nên điện công an bắt không ta? Trời ơi, đừng điện văn phòng thôi, đừng điện công an. Ok. Là chơi BD trái phép là phạt 3 năm tù. Alo, alo. Alo. Ai vậy, ai vậy? Ngoại hả? Ờ. Nói với mẹ nghe Bảo Chu chơi BD rồi. Vậy hả? Ủa, không biết Bảo Chu là ai hả? Ê, quỷ cái bất dạy mày. Mẹ không biết Bảo Chu. Trời ơi, ngoại mẹ không biết Bảo Chu giống gì nha. Ở dưới quê xa. Dưới quê không có chi gì. Coi gì ơi. Ở dưới quê, này. Rồi xong là mình xức cái kem body này vô nhà nè, tắm rửa sạch sẽ nha. Dù nhiều khi nó vô nó cái kẹt này nhìn nó giống ở dơ như vậy nha. Dạ bởi vì nó là cái thang tre, lộn thang hoạt tính. Nên mọi người hãy tắm rửa sạch sẽ giùm cho em. Thì ở đây nó có thêm hai loại nữa, đó là cái loại body. Body ban đêm và body ban ngày. Ban đêm thì nó như cái chất lotion như vậy nha. Nó làm sáng da, mịn màng da và mình xoa lên làn da chúng ta. Thì cái chất lotion này sẽ thẩm thấu sâu vào làn da chúng ta, làm da ta sáng lên, mịn lên và trắng lên. Thì bây giờ có một loại ban đêm và một loại ban ngày. Thì cái loại ban ngày nó sẽ như thế này đây. Cái chai Sài Gòn đâu rồi? Đây. À, là cái chai này, là cái chai ban ngày như vậy nha. Ban ngày thì nó có chất chống nắng cho vậy luôn, chống nắng cho mọi người luôn, cực kỳ an tâm. Và cái chất kem cực kỳ mịn màng. Đây, cái này ban đêm nè. Ban đêm sẽ nhìn nó trong và nó tinh khiết hơn. Và mình thoa lên nó sẽ thấm đều như vậy nha. Nó sẽ thấm đều, đó, nó sẽ thấm đều cho mình. Báo gì coi nè. Nó sẽ thấm đều, nó không phải những cái loại kem khác mà nó sẽ trắng. Còn không, nó sẽ thấm đều và xoa đều lên làn da. Nó sẽ làm mướt da, mịn da và sáng da như thế này đây nha. Còn cái loại ban ngày nó như thế nào? Loại ban ngày nó sẽ trắng hơn, bởi sao? Nó có chất chống nắng trong đó nha. Đây, nó như thế này đây. Nè, nó sẽ trắng hơn.
thấy không, nó sẽ trắng hơn như vậy đó. Bây giờ nó có chất chống nắng và nó lật lớp makeup cho mình luôn, nó sẽ trắng hơn nha. Và mình nhớ xoa đều dùm cho Lâm, bây giờ ta mới tắm trắng cái đen đen cho nên chồng 20 lớp lên, cho nên nó hơi bị sực nên mọi người xoa lên dùm cho em thì nó rất là trắng. Đây quý vị coi nè, rất là trắng và đẹp nhau gì nha, cực kỳ ok. Thì anh chị em nào mua hàng bây giờ comment lia lịa dùm cho em nha quý vị ơi. Cảm ơn mọi người rất nhiều. À mọi người ơi, bây giờ chương trình livestream đã hết rồi. Nếu mà như mọi người mua thì liên hệ Bùi Mạnh Linh giùm cho em. Tấm trắng mình tên là Aya Skin nha quý vị nha. Rồi bây giờ chúng em sẽ đi tải đạn tiếp nha quý vị nha. Rồi các em, nhạc cái con quỷ kia đâu rồi? Bấm luôn đi chị. Bấm luôn, tự bấm vô nhạc các bạn. Rồi tụi em sẽ đi tải đạn. Mở cửa. Mở cửa cho tài xế. Kêu ông chờ đi. Các em ơi. Dạ. Các em ơi. Ơi. Buôn làng của chúng ta đang bị đen rất là nhiều. Dạ. Chị em chúng ta hãy cùng xưng phong để đem buôn làng cho chúng ta. Thôi gì lủng củng vậy? Thôi quá, mình đi đi dọc Việt Nam, đi tới buôn làng đi. Mẹ cứ đi vô. Đi sau Việt Nam theo bánh con tàu quay qua đèo Hải Vân máy bay đỉnh núi mang ai sẽ kiếm cho dân mình làng ơi. Phong quân từ ngày đô thị dùng lên chị em mình đi tái đàn. Bảo vệ em đi kiếm, bảo vệ em đi kiếm. Trời ơi, quả pháo hơi xa mại đứa trẻ xuống đêm ngày ta bế trên dây đường về đô thị còn xa cùng ta mang năng tình chiến đấu. Các em ơi, chết rồi. Tới nhà đi, Gây. Một nét nhạc buồn đi ơi. Teo. Mày nhạc lớn có thoại không được nè. Các em hãy đem tấm trắng AS skin này về cho buôn làng nha các em nhé. Dạ. Yeah. Chị phải bỏ mạng ở đây rồi. Tạm biệt các em. Yeah. Đêm nhạc lớn lên đi. Lại nhớ chị ơi. Chị ơi nhớ thương chị lại. Chị ơi lại 2 3. Đêm nằm lại nhớ chị ơi. Chị ơi nhớ thương hả. Hai con chó này bay nín luôn đi. Mẹ tao chết rồi phải đòi màu vậy. Tao phải chửi tụi bay. Tao chết rồi tụi bay cũng không phục lời là sao vậy? Em đang nhét cái sản phẩm vô mà nó cứ hát hoài. Là con nào? Con này nè. Bán mặt cái. Nè. Tôi nè. Cũng nhét sao mà chị ơi nhớ thương AE skin nhiều. Có không? Có nhét không? Có. Mày có nhét không? Em đang hát AE skin trắng sáng. Nó chỉ đổi người với em, nó hát AE skin trước, em hát AE skin sau thôi. Vậy hả? Là hai con có quảng cáo hết, là đứa quảng cáo đầu, đứa quảng cáo đuôi. Ok, vậy ngày hôm nay hai tụi em có lương. Vậy nha. Cái gì ơi? Mọi người ơi, dạ cảm ơn mọi người rất nhiều đã theo dõi livestream của em ngày hôm nay. Dạ. À hôm nay thì em chỉ làm một like thôi, chiều đem đi quay nên không có like nữa. Nên mọi người ngày mai nha, em hẹn quý vị ngày mai. Cảm ơn mọi người rất nhiều đã theo dõi livestream của em. Bye bye mọi người, xin chào, hẹn lại, tạm biệt mọi người yêu của em. Nhớ sử dụng tấm nắng ASEAN để một làn da cực kỳ trắng và cực mịn màng. Xin chào và hẹn gặp lại.